Bên mình vừa về cái mẫu đàn này, Yamaha nội địa Nhật, giá chỉ 1 triệu 400 nghìn các bạn nhé. Đàn rất đẹp. Đây, hình thức rất đẹp nhé. Mới tầm khoảng trên 90%. Các phím chức năng hoạt động hết, không có lỗi lầm gì. Bên mình sẽ bảo hành 1 năm, kèm đầy đủ phụ kiện cho các bạn. Và mình sẽ test qua âm thanh cho các bạn nghe nhé.